Xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tả khối núi chi tiết. Một góc tả khối núi chi tiết để các bạn cùng trải nghiệm với mình nhé. Như các bạn quan sát thấy, đây là cả một hình ảnh quả núi đã được mình đi nền và tả được một số những cái mảng lớn rồi. Bây giờ mình sẽ đi điểm nhấn. Mình sẽ không tả chi tiết rõ hết cái quả núi này mà mình sẽ đi điểm nhấn, giống như các bạn quan sát thế này. Cái chỗ nào mình muốn nổi bật nhất thì mình sẽ đi điểm nhấn, mình tả chi tiết vào để cho nó rõ nét. Còn chỗ nào mình muốn mờ ảo thì mình sẽ để yên đấy. Và bây giờ mình sẽ đi tả chi tiết. Mình sẽ tưởng tượng tất cả những mảng này đều là những mảng lớn rồi, mình sẽ tưởng tượng trong mảng phụ, trong mảng lớn này mình sẽ diễn tả các mảng phụ bằng cái cọ vẽ lông nó vuông như này, bạn nó vuông, mình sẽ đi được chi tiết các cái vách núi. Cái này là giống như mình nói ở lần trước là đã vào phần chi tiết này, mình sẽ điểm vào cái khối đúng không, tả vừa tả đến đâu mình vừa tưởng tượng thì đấy, mình tưởng tượng để mình đẩy sâu đi, gợi sâu hơn, tả kỹ hơn. Và cái lưu ý mà khi mà tả này thì các bạn chấm ít màu không ạ, thấm thấm tí nước. Mình có cái nắp này đựng nước này, lâu lâu nó khô cái đầu lông bút này mình sẽ chấm thấm thấm ướt ướt rồi. Thì là mình sẽ đi tả sâu. Đấy, các bạn nhìn thấy tả các cái phần khe núi cần sâu vào. Dạ, nãy giờ cháu không có. Dạ. Nước đá không? Dạ vâng. Cháu có rồi. Có, bữa nãy nó không bỏ nước đá, mà uống nước đá tủ lạnh. Với bước tả núi này mình thì mình nhớ rồi, nhưng mình không cần phải nhìn tài liệu nữa. Các bạn chưa nhớ mà mới vào học tả núi thì tốt nhất các bạn có một cái về quả núi mà các bạn sẽ ưng ý, các bạn lấy ra và tả theo. Thấy khối chạy ngang thì các bạn chạy ngang, thấy chạy dọc thì các bạn chạy dọc, mà thấy mảng nào tối thì các bạn đi tối bắt chước. Cái nguồn gốc của sáng tạo là nó cũng có nguồn gốc từ là bắt chước đấy các bạn. Khi chúng ta bắt chước nhuần nhuyễn rồi, chúng ta lúc đấy là chúng ta sẽ sáng tạo được. Ôi, còn nhiều nước đá lắm. Còn nhiều nước đá lắm. Dạ, để nước đá còn cũng có mà nước đá ấy cũng có luôn. Vâng ạ. Quên nãy giờ quên chỉ con ta tính con lỡ cái thùng lại là cái thùng lấy nước đá rồi chứ. Để đâu mà bắt đổ vô cái ly. Đang để ở trong bàn trong hả bác? Không, để bàn trong rồi, cái ca đó là để chú uống luôn à. Cái ai chứ con coi. À vâng. Mấy ghi cho nó ghi cái xô ảnh uống ảnh 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 bóc ba cát ba đá ba tay chân đó. Không được không? Dạ. Ở đây có cái xô, ai chứ con hỏi. Ai chứ con uống nữa. Có đứa con gái con ai
cái con nhà nó lại về xuống nó làm đó đấy. Chỉ cho nó uống nước lạnh cái xô nó rồi thôi. Nó muốn uống gì nó chạy ra, nó rút mở đó, nó chạy ra kia nó mua lon nó chai gì uống. Uống thêm á. Dạ. Mấy con nhỏ mà. Nó uống ba nước chai chạy ra ngoài nó uống nước chai. Nắng quá nó mệt. Trời, nắng quá. Nắng quá nó mệt, nó đi mua cũng như con này nè, nó mua ba cái bọt cũng bọt kéo. Uống cái đấy là nó khỏe. Nó khỏe đó. Nó leo lên kia nó làm chịu không nổi, uống nước hoài nó no mà nó không khỏe đó. Nhìn qua điện thoại thấy sâu không? Mình. Sâu rồi. Gọi à? Có người gọi. Chị chủ trọ gọi. À. Gọi nghe. Thôi tí gọi lại được. Chắc không có việc gì đâu. Em cứ tạm dừng đường mà. Rồi. Các bạn để ý thấy mình đang diễn tả các cái vách núi to nhỏ, lớn bé, cao thấp, tạo nhiều khối càng tốt các bạn. Nhưng mà các bạn đừng vượt quá cái khung mà mình đã dựng trước đó. Khung tức là những cái khối lớn, khối nhỏ này. Ví dụ như là chỗ này nó đã là mảng tối này. Và nó là mảng ở đây mình chia dựa theo cái khung này thôi. Đừng thêm thắp gì, chúng ta chỉ nhấn lên. Đừng thêm nhiều mảng và nếu mà nó rối, nó tự làm rối. Đây, các bạn nhìn thấy ở đây mình đã tạo thành một cái mảng đây rồi. Thì mình chỉ có dựa theo cái mảng này mình nhấn lên thôi. Đây, mảng này thế. Dựa vào thì mình nhấn lên chứ đừng tạo thêm nữa. Nếu mà tạo thêm lại mất công mình phải xử lý màu sắc và nền của nó. Và nó thành ra nó rối tung rối mù đấy. Xấu. Nó khó. Bắt đầu xuống đây là mình sẽ cho màu dần các bạn. Phần giữa thân núi mình sẽ cho màu dần. Màu dần để tí nữa mình sẽ còn những cái tiết mục khác ở bên dưới. Và cái mà nét chúng ta đang đi tả nét này, ta sẽ cái độ đậm của nó chỉ nhích hơn cái phần tối của cái nền một tí thôi. Nếu chúng ta dùng hẳn màu đen thì áp dụng vào những vùng tối này, còn ở vùng sáng thì ít hơi tối hơn tí vậy.
nhé. Mình chỉ dừng lại tạm ở đây cho các bạn, sau đó mình sẽ đi tả cây cối thôi. Thì ở cái video này các bạn sẽ trải nghiệm ở mình một góc tả núi kỹ như vậy thôi. Còn cái video sau mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm về làm cây cối, rồi các cái chi tiết cỏ cây, mảng cỏ, mảng cây cho cái vách núi này các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.